Mẫu đồng hồ em đang cầm trên tay mã của đó là D18. D18 em có hai mặt cho các anh nhà mình là D18 mặt đen và D18 mặt trắng cho các anh nhà mình nhá. Ngày hôm nay với em chỉ còn 50 chiếc duy nhất thôi. Em bán xả hàng cho các anh nhà mình từ giá niêm yết 1 triệu 250 nghìn. Giảm cho các anh nhà mình với giá chỉ còn 250 nghìn và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi nếu như các anh chia sẻ livestream này của em nhá. Nên là các anh nhanh tay chia sẻ livestream để được miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi ạ. Mã cho em là D18. Chỉ còn 50 chiếc cho 50 anh nhanh tay nhất thôi Đây là đồng hồ nam nhắc anh nhá Đồng hồ nam ạ à, với giá chỉ còn 250 nghìn Và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi cho các anh thôi Và đây là em xả kho còn đúng 50 chiếc thôi Nên là các anh phải tranh thủ bình luận cho em Là D18 kèm màu kèm số điện thoại cho em thì còn hàng Mà chậm tay thì hết hàng nhá 250 nghìn và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi Anh nào đặt hàng lên đơn nhanh cho em đúng pháp là D18 mặt đen này và D18 mặt trắng cộng số điện thoại cho em để lại số điện thoại ngay dưới viết này cho em nhé Máy của đồng hồ của bên em là thứ nhất là mặt kính của nó là mặt uh, 39, mặt 3940 cho các anh nhà mình này. Đấy rất là vừa tay và rất là uh, uh, cái tầm trung của nó nên là các anh có thể là đeo thoải mái cho em luôn. Cái thứ hai nữa là mặt kính sapphire chống nước, chống sức cho anh nhà mình. Đấy và dây của nó là dây kim loại, các anh có thể cắt mắt to nhỏ tùy tay các anh luôn nhá. Đấy rất là tiện lợi và động cơ máy của nó là máy Nhật cái thứ hai nữa là chống nước 3 ATM cho các anh nhà mình luôn. Nên là các anh hoàn toàn yên tâm không bao giờ bị phai màu này, không bao giờ bị uh, vào nước hoặc là bị uh, uh, hư hỏng gì nên là các anh hoàn toàn yên tâm cho em nhé. Đồng thời bên em kèm cho các anh một thẻ bảo hành 1 năm 1 đối 1 nếu như có lỗi của nhà sản xuất và bảo hành trọn đời cho các anh nhà mình không phai màu, không dí màu, tắm rửa giặt thoải mái, mồ hôi muối thoải mái và không bị kích ứng dị ứng gì cho các anh nhà mình nên là hoàn toàn yên tâm cho em nhé. Ngày hôm nay chỉ còn đúng 50 chiếc em sẽ xả kho cho các anh nhà mình với giá chỉ còn 250.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi Anh nào đặt hàng lên đơn nhanh cho em là d 18 kèm màu kèm số điện thoại 250.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi cho các anh nhà mình thôi nhá Lên đơn cho em nhanh tay thì còn hàng mà chậm tay hết hàng này Đấy d 18 màu đen này và d 18 màu trắng này Máy của nó là máy điện tử nhá Máy điện tử, máy nhật ạ nên là các anh hoàn toàn yên tâm về độ bền của nó. Cái thứ hai nữa, mặt kính của nó rơi vào tầm độ 3940, mặt kính sapphire chống nước chống xước cho anh nhà mình. Và đồng thời là chữ số của nó, chữ số là mã rất là đẹp, bên trong còn chữ số bình thường, bên ngoài là chữ số là mã cho các anh nhà mình. Và đồng thời có 5 ngày lịch liên tiếp cho các anh nhà mình luôn. Đấy, rất là tiện lợi, rất là thanh thoát rất là đẹp như này. Mà các anh không nhanh tay là không còn hàng đâu vì em chỉ còn đúng 50 chiếc là hết sạch hàng rồi. Anh nào đặt hàng cứ để loại số điện thoại cho em là G18 cộng màu cộng số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn để chốt đơn cho các anh nhà mình. Còn các anh không để lại số điện thoại là không thể chốt đơn được nhá. Anh Quang ok d 18 bộ đen một trắng ok 500 nghìn và miễn phí tiền giao hàng cho anh này. Anh Hưng ok em chốt cho anh d 18 màu trắng này 250 000 và miễn phí tiền giao hàng cho anh nhá. Rồi d 18 màu đen cho anh Quang à cho anh Bình này. Rồi ok em chốt cho anh rồi nhá 250 nghìn và miễn phí tiền giao hàng. Anh Quảng ok em chốt cho anh d 18 màu trắng này. Anh Thành ok em chốt cho anh d 18 màu đen ok rồi nhá. Rồi anh Tuấn em chốt cho anh D18 một đen một trắng ok 500 000 và miễn phí tiền ra hàng cho anh luôn nhá. Anh nào đặt hàng lên đơn nhanh cho em là D18 kèm màu kèm số điện thoại năm 000 một mẫu đồng hồ như em đang cầm trên tay này và miễn phí tiền ra hàng đến tận nơi nếu như các anh chia sẻ livestream này của em nhá. Chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại cho em là D18 kèm màu kèm số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn để chốt đơn cho các anh nhà mình và nhớ là chia sẻ để được miễn phí tiền ra hàng đến tận nơi nhá kèm cho các anh nhà mình một thẻ bảo hành một đổi một nếu như có lỗi của nhà sản xuất trong vòng một năm và bảo hành trọn đời cho các anh nhà mình đi mưa đi gió tắm rửa giặt thoải mái cho em luôn, không phai màu, không dí màu, không bị dị uh, ứng kích ứng nên là các anh hoàn toàn yên tâm nhá. Các anh được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên là các anh hoàn toàn yên tâm cho em ạ. À. Lên đơn cho em là Z18 kèm màu kèm số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn để chốt đơn cho các anh nhà mình. Còn các anh không để lại số điện thoại là không thể chốt đơn được nhá. Cứ để lại số điện thoại là Z18 kèm màu kèm số điện thoại cho em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn để chốt đơn cho các anh nhá.